Giờ mười bữa nay mình giáp này mình cũng văng lưới rồi anh em ơi. Giờ mình cũng tìm được hai nhỏ tới giờ này mới gặp mặt nó đó. Đợi nó cũng một tiếng mấy đồng hồ mới tới đây, mới tới gặp mặt hai anh em này đây. Hai anh em này là hôm qua nghe anh em, hôm qua là mùng 6 Tết. Và ngày hôm nay mùng 7 Tết rồi mình cũng chưa về nữa, là ngày mai mùng 8 mình về, là mùng 9 mình có mùng 9 mùng 10 là mình có lên cho anh em coi rồi đó. Rồi hai cậu em nhỏ mình giơ tay chào đi, hai cậu em nhỏ chào khán giả coi. Chào các anh em. Ừ, vậy đi nó. À, các bạn thấy hai anh em nhỏ mình chào chưa? Bây giờ bữa nay mình cũng văng lưới rồi, mình cũng quay, nếu mình quay khúc lưới nữa là nó mất thời gian lắm. Thôi giờ mình tóm tắt đi. Tóm tắt cho hai đứa em mình giải thích những cái tiếng miên, những gì anh em thắc mắc muốn cần biết, có khi mình đi qua sống, mình đi qua bên dân tộc người ta mình chơi. Mình cũng không có hiểu ý nghĩa đó là gì hết, có khi mình ăn uống hoặc mình mua bán những thứ gì mình không biết. Để mình hỏi hai đứa em này chỉ dẫn cho anh em đồ, dù biết nhiều hay ít mình cũng có một chút đỉnh nào trong mình. Mình có thể đi xa phương mình cũng sống được, hay là hoặc mình đi núi Tà Lơn rồi chơi, hay qua bên Đắc Miên khám phá những dân tộc người ta, văn hóa người ta sống như thế nào. Thì mình cũng biết được chút đỉnh, mình nói chuyện này kia nọ mình cũng hỏi người ta được. Nếu thôi mình có khi mình không học hỏi thì mình không biết được. Clip này nếu anh em nào coi thấy hay thì đăng ký ủng hộ chia sẻ giùm mình ha, mình cảm ơn. Tại mình cũng gắng đợi, gắng cực khổ đợi hai anh em này dữ lắm rồi, cũng tiếng mấy đồng hồ rồi. Thôi giờ mình vô vấn đề nha anh em. Ngày hôm qua là hai cưng nói cái dầu cù là biết nhớ là chưa? Rồi. Là dầu cù là gì? Biển cù la. Biển châu cù la mới đúng. Biển châu cù la. Là mới đúng là dầu cù la của mình đó anh em. Tại vì mình cũng biết, nhưng mà mình để cho hai đứa em này nó nói chuyện mới được, chứ còn mình nói ra thì anh em nói mình nói ra với anh em thì người ta nói mình không biết, mình phách lối, mình nói này nọ. Nhưng mình không có dám mượn cái người lớn nói chuyện, tại vì lớn á là nói chuyện hay đùa giỡn chọc ghẹo này, mà nó nói những cái chuyện đúng như có đứa em nó nói thật sự á thì nó rất là dễ. Còn đứa em mà nó chững giỡn như mình cho nó bậy chơi á là mình mắc ngặt á. Mình nói chuyện với những người dân tộc khác mà nó chịch cái người ta gượt quýnh mình chết. Tại vì anh em biết không, tôi có nói chuyện hết một lần người dân tộc. Hai anh em nó cũng đã tử tôi, nó đi qua cửa khẩu dưới Giang Thành một chút. Có cây cầu dưới chữ Y, có cây cầu qua sông đó. Hai anh em cũng qua đó đặt lợp. Đặt chạy nhiều lắm kìa, đặt 30 cái là chạy ít lắm cũng 27-28 con đó. Cái nó gặp một người phụ nữ đó đi ngang, nó mới kêu mình hỏi đường. Mà nó nói câu nói gì nè anh em nghĩ coi, nó nói là cô lui chinh choi. Cô lui á, cô lui túi á, cô lui khum á, cô lui khum đó, chinh choi. Mà mình nghĩ đâu là hỏi đường, mình mới hỏi cái cô kia đó là cô lui khum chinh choi. Là anh em biết những cái ý nghĩ đó là gì không? Hai đứa em biết cái đó hay gì không? Biết trả lời coi. Hả? Trả lời coi. Nói thẳng coi. Mà, cái gì đặt nói rồi? Nói gì? Cha mày gần gũi mẹ mày đó. Biết. Rồi thôi để mình giải thích cái câu chinh trôi này cho anh em nghe nha. Cô lô khum chinh trôi. Có nghĩa là cô lô khum là bò. Bò lớn đó. À, chinh trôi là cô làm bò cho anh ị đó. À, mình nói vậy thôi nghe anh em, chứ không nói là trắng nghe anh em, mình nói vậy là anh em cũng đủ biết nha. Đó, mình giải thích cho anh em thôi, tại vì hai đứa em này không biết, mình thì biết, mình không có nói ra thôi để hai đứa em này nó nói cho nó dễ hơn, tại vì mình nói thì anh em nói mình ấy này kia nó không công. Thôi giờ mình kết tới cái tiếp luôn, bỏ vụ này qua bên đi. Còn cái sự cái đồng hồ. Cái đồng hồ á, cái gói Hygo của mình đó anh em, cái gói Hygo đó là nó các em ngày qua nói là 5 phải không? 5 là Hygo. Hai đứa em này nói 5 là Hygo là đúng nha anh em, không có bao giờ sai ha. Nhưng mà 5 Hygo này là cái người dân tộc ở bên đất Việt mình, chứ không phải là bên chánh thức bình miền mình bển đó. Là nó bờ rây mới đúng là thằng Hygo ha. Bờ rây là Hygo nghe hai em, hai em cha nhỏ. Bờ đây còn ở bên Việt mình đó
là nó là 5 là hydro đó. Tại vì mình, cái người dân tộc Việt mình với người Bắc, là người Bắc nó chính chính tả hơn, cái giọng lữ người ta đánh nó chính chính tả hơn mình. Nó đúng ra là hydro là bờ ray, còn bên Việt mình là 5 là hydro, nó vậy đó thôi. Còn cái lưỡi hái ngày qua là biết gì không? Biết. Biết gì? Quail. Rồi đúng rồi đó. Anh em nghe rõ chưa? Lưỡi hái là gì? Quail. À, anh em nghe rõ nghe, lưỡi hái là reo. Còn cái đồng hồ là cái gì? Leica. Cái đồng hồ của mình là Leica nghe anh em. Tại vì hai đứa em nó không biết, mình không có giải thích, để mình hỏi nó bên ai kêu học nó đi rồi mình giải thích cho anh em hiểu, đó là Leica. Để mình giải thích rõ ràng luôn, tại vì nhiều khi em nó không biết hết. Mình thì đi cũng mua bán bên biên 90 năm rồi. Cả cửa khẩu Giang Thành, tỉnh Biên hay là Gò Vĩnh Bà, bến cũng vẫn vậy. Gò Châu A cũng vẫn vậy, chứ mình cũng đi đây đi đó tùm lum chỗ hết trơn. Cho nên mình cũng biết nhiều lắm chứ không biết, nhưng mà điều mình cũng bỏ hơi lâu. Mình cũng nhớ chút nào. Còn dầu cù là đó, là nãy cưng nói dầu cù là rồi phải không? Rồi bây giờ cái ổ kiến vàng, mà tao giờ mình hỏi tới ổ kiến vàng đây, ổ kiến vàng đây là gì? Cái gì nó là? Bọt. Bọt hả? Bọt. 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 Nó gõ lại coi, nó tiếng này chung này coi. Bọt. Đó, bọt đang nghe anh em. Là con kiến vàng mình đó nghe anh em. Rồi bây giờ mình hỏi về cái phần nấu ăn uống trong gia đình đi anh em. Rồi từ từ tới đó thứ sau tiếp tới nghe. Bây giờ mình hỏi trước tiên là cái nồi cơm đi. Nồi cơm là kêu là gì? Nàng bay. Đó, anh em nghe rõ chưa? Cái nồi cơm của mình là nàng bay nha anh em. Là hai em này nó nói đúng không sai, là nàng, đúng ra là nàng bay là ăn cơm. Còn mời khách ăn cơm là kêu sao? Xin gì? Xin cơm bay gì? Ăn cơm, mời ăn cơm là gì? Xin bay gì? Mời ăn cơm biết không? Xin bay ăn cơm. Xin bay. Mày không ganh á. Trời, mày ăn cơm, mày dân tộc mày không biết dân. Xin bay là ăn cơm nha anh em. Tại hai em này nó cũng yếu quá, nó cũng chưa gành hung đâu. Bây giờ mình kế tiếp cái chén cơm là kêu bằng gì? Cái chén nhỏ mình mới cơm vô chan. Cái gì? Chan. Đã ngót mặt lên dòm đây trả lời, phải chan không? Phải làm lớn lên. Phải. Phải chan thì mình phải nói phải chan nó lớn lên. Trời ơi, bữa nay hai bay sao buồn dữ vậy, cừ nó coi thôi. Đạt không á. Rồi bắt đầu mình tới cái dĩa, cái biết mình ở đây á, tại vì anh em cũng thông cảm nha. Mình trong đồng thì không có cái đồ nào mà để ví dụ cho em nó biết, có khi mình nói tiếng Việt mình có dĩa nó không thấy. Và chi nó thấy những cái món đó là rất là dễ anh em ơi. Cho nên mình để mình tả ra coi hai anh em nó hiểu không. Chứ biết sao giờ, tại vì trong đồng mình đâu có đủ món đồ chơi đâu mình hỏi. Đó, cũng như cái dĩa bự vậy nè, phải không? Cái dĩa bự mình đựng rau gác đâu đó. Cái đó là biết kiểu gì không? Cái gì? Tràn tiếp. Đó, anh em nghe không? Tràn tiếp là dĩa nghe anh em. Đúng gì phải không? Nói lại tiếng gì? Tràn tiếp. Đó, diễn mới được đó. Rồi anh em tới cái dĩa rồi, bây giờ mình tới cái tổ múc canh. Biết cái tổ không? Cái tổ bự bự mà nó sâu lòng đó, mình đựng canh cá lóc hay hoặc canh rau gác rồi kia nọ đó, biết chưa? Biết cái đó không? Biết. Biết đó là cái gì? Năng. Cái gì? Năng nghe anh em. Năng là cái tổ của canh mình đó. Là anh em nhớ cho kỹ, coi cho kỹ nghe anh em. Cái này cũng hấp dẫn lắm anh em ơi. Mà ngặt không cái mình không có cái ví dụ nó không hay không thôi. Phải có cái ví dụ thì ấy, mặt bay vui cười lên cái đẹp trai mà sao mà. Trời Phật ơi, cái chuyện mà sụ mặt hoài với ông nhỏ nhỏ. Chuyện cười giỡn đồ lên cho nó sưng mơ năm mới rồi. Mình làm sao cho nó tươi tắn đồ lên đẹp trai đồ coi. Đẹp trai đồ bằng trai mặt, cứ việc cười đi con. Cười cho thoải mái nghỉ. Rồi bắt đầu tới tô tổ rồi. Cái giá bên mình bác là cái giá khoảng chừng nó bao lớn, mà cái cán là dài dài đó, múc canh đó biết không? Nó dài dài múc canh là biết kêu bằng cái gì? Ngước mặt lên coi hàng quay, ngước mặt lên nhìn tao bằng cái gì? Cái cán mà nó dài nè. Mà ta kêu bằng cái giá, nó trắng trắng bằng nhôm đó, nó mới lớn vậy nè. Một cán dài mình múc canh hay múc cá này kia nọ, đồ nóng múc ra bỏ vô tổ đó. Biết không?
không biết thì bỏ qua đi, bỏ qua phải không? Rồi nó cái đó nó không biết rồi đó anh em ơi, mày bỏ qua câu nói đó đi, giờ mình chơi tới cái muỗng đi. Cái muỗng nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay nè, múc 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 chan đó, múc 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 chan canh đó, biết không? Biết không? Biết 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 không? Biết lên biết thì nó biết. Biết rồi. Cái gì? Bờ. Cái gì? Bờ. Bờ hả? Bờ. 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 Phở. Phở đó là cái muỗng chăn canh mình ăn đó nè, nghe anh em. Tại vì em này nó cũng đứa biết chứ không, hai mình phải bắt hai thằng mới được chứ một thằng là nó không biết hết đâu. Anh em cũng thông cảm nha. Rồi tới cái đũa dài dài đó, cái đũa tre đó. Dài, dài cầm mình già cơm ăn đó là cái đó gì dập bay đó, xịp bay đó, đó là kiểu cái gì? Có. Có. Cái gì? Có. Nói tiếng gần lại ra tay cho người ta nghe nè. Có. Ừ vậy đó. Nghe thôi anh em. Nó nói là nghe rõ chưa, đũa là cái gì đó. Rồi bắt đầu tới đũa, muỗng, giá rồi còn cái gì nữa trời. Còn nồi canh, cái nồi canh, cái nồi bự bự là nấu canh cá lóc, cá rô hay rau rác đó là kêu bằng cái gì? Năng gì? Năng. Năng hả? Năng. Năng. Dạ. Nghe rõ hơn em? Cái nồi mình nấu canh, những canh đó là nó kêu bằng năng. Nghe không anh em? Là nồi múc canh của mình đó là nấu canh đó. Chà, tao cũng hết biết, đừng tao hỏi thiệt tình. Để tao suy nghĩ coi. Còn bà, cái gì? Bà hai không hỏi cây gì hả? Hỏi cây mà từ từ tao hủ đi, nhiều mà nhiều màn nhiều tập lắm. Hỏi chim nữa mà. Chim hả? Mấy từ từ mày học đi, học cho hết chuột chim rồi tao hỏi cho mày tuột quần luôn. Được. Bởi vì chim đâu mày hết chim đâu biết biết hết chim đâu mà hỏi. Ừ. Mày ngồi xích xích qua đây chút coi thằng áo đen. Ừ, bây giờ nè, bây giờ tao hỏi tên hàng bay đi. Mày tên gì? Đạt. Đạt là tên tiếng Việt, còn tiếng Nguyên là gì? Thằng này nó tên thằng Đạt nha anh em, thằng cái áo bằng áo vàng đội nón là tiếng Miên, tiếng Việt là Đạt, tiếng Miên nó con cây là Đạt đó nghe anh em, phải không? Ừ. Còn thằng này tên gì? Chị. Chị. Chị hay chị? Chị. Tao tưởng mày đâu là Châu Linh Trì chứ. Mình tưởng đâu mà Châu Linh Trì là tao ấn luôn đó. Mày xích xích qua đây chút hai thằng coi. Ờ, vừa thằng mày ép thằng áo xanh ra ngoài luôn rồi. Ờ, nó ngồi đang ngoan lắm. Tên chỉ hả? Rồi tiếng dân tộc mày là tên gì? Châu. Châu hả? Châu là chỉ đó hả? Chì, chì. Đó là ông Châu. Châu hả gì? Châu. Là tiếng Việt tên chỉ, phải không? Tiếng dân tộc là Châu. Nha, phải không? Rồi thằng áo xanh này nó tên là tên chỉ, mà tiếng dân tộc nó tên là Châu nghe anh em. Đó, anh em nhớ kỹ đó. Rồi bắt đầu bây giờ mình hỏi tới cái ghế đi. Cái ghế quán nước người ta ngồi, người ta uống nước, uống nồi đó, tôi ngồi trên bàn đó. Cái ghế là kêu bằng cái gì? Y. Cái gì? Y. Y hả? Cái ghế mũ mình đó nghe anh em. Cái ghế mũ mình là ghế đỏ đó nghe anh em, là cái mũ đó là người ta kêu, người dân tộc là kêu y, là cái ghế mũ đó nghe anh em. Rồi cái mặt bàn ta để ly. Cái mặt bàn đỏ đỏ ta để ly có bốn chân dựng 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 đó. Sưng. Sưng hả? Đúng không? Sưng. Cái gì? Sưng. Sưng. Dạ. Nghe rõ hả anh em? Cái mặt bàn mũ mình bốn chân đó là sưng nghe anh em. Rồi bây giờ mình hỏi nước uống đây là kêu bằng cái gì? Tức. Tắc. Tức là nước uống nghe anh em, tại vì em múc nó không gành tiếng thôi. Cái đó là tức mới đúng. Cái nước tức là mới đúng là nước. Đó, mình giải nghĩa cho anh em nghe, hiểu anh em gán để ý nghe. Còn nhiều màn sao hấp dẫn lắm anh em ơi, mình chưa có đủ đồ chơi, mình chưa nói hết nó thôi. Anh em cũng thông cảm nghe, nếu anh em nào thấy hay mày xích xích ra chút mày. Cho nó thấy rõ mặt mày, cái trời Phật ơi gì đâu mà mày núp mặt mày trốn hả? À, anh em mình thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình. Mình cũng cảm ơn anh em. Mình cũng đợi mấy thằng cốc cốc can này là cũng hết tiếng mấy đồng hồ rồi. Cũng bỏ văn lưới rồi, cũng rồi đó. Còn không còn quay lưới nữa. Rồi cái nước nước mắm á. Biết nước mắm không? Nước mắm mình gót ra mình chấm cá em canh đó. Là kêu bằng cái gì? Tặc mâm. Tặc mâm nghe anh em.
tặc mâm là nước mắm mình đó anh em ơi, tiếng dân tộc thì tặc mâm phải không? Dạ. Còn tiếng Việt là nước mắm đó anh em ơi. Rồi mình muối, muối cục. Muối cục là kêu bằng gì? Bánh. Muối cục là cái muối hột đó, mình chấm trái cây, chấm ổi, chấm xoài kia nọ nó ăn đó. Bánh. Cái gì? Bánh. 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 Bánh hả? Dạ. Bánh đó là anh em ơi, bánh đó là muối cục đó anh em ơi. Anh em nghe rõ ngang rồi bắt đầu tới số đó là mình hết rồi đó nghe anh em. Là mình ngừng cái clip này mình tới điếm tiếng. Là điếm tiếng dân tộc là hai em nó giải thích ra tiếng Việt. Nếu như hai em nó nói sai thì anh em cũng thông cảm, nhưng mà có đây tôi giải thích lại cho. Tại vì nhiều khi hai em nhỏ nó cũng không biết hết. Tại vì tôi biết nhưng mà mình giải thích thì khi anh em không nghe không hiểu thôi. Đó, anh em nói mình không biết, mình nói này nọ thôi, nhưng mà cái tiếng dân tộc bên Việt nó khác hơn tiếng tộc chánh thống bên Miền. Là bên Miền là tiếng của người ta là nó chuẩn cũng như là người Bắc vậy đó. Còn như mình tiếng mình Miền bên Việt mình là cũng như người Việt mình, nó chỉ như người Bắc, nó không chúng ta thôi. Đó, bây giờ mình hỏi hai em nó lại là bây giờ bắt đầu là từ con số 11. Đập mui, đập pi. Rồi giờ nói chậm đi, là mình giải thiết ra đập mui là số mấy? Đập mui là 11. Ờ đúng rồi đó. Đập pi là 12. Ờ. Đập bay là 13. Ờ. Đập buôn là 14. Ờ. Đập năm. Đập năm là 14. Phạm. Đập phạm. Ờ. Là 15. 15. Ờ đúng rồi đó. Đập mũi là 16. Ờ. Đập đập bảy. Ê, đập phanh, phanh. Đập phanh. Đập phanh. Đập phanh. Đập phanh. Bẩn. Đập bình là 17. Ừ. Đập bay. Đập bay là 18. 18. Đập bili bun. Đập li bun. Đập li bun là 19. Cái gì đó. 19. Ừ. Tại vì hai anh em nó không có đánh dằn chữ được nghe, anh em thông cảm nha. Đập pi đập. Đập pi đập. Đập mấy? 20 là mờ pay. Mờ pay. 20 là mờ phay. Mờ phay. Hai thằng bay sao không biết hết cái vụ mà tiếng đếm số miền hết sao? Hết không? Đạt biết mà đạt đếm thường mà đạt không. Vậy hả? Nói chuyện ngó lên coi nó lớn coi mình đạt, nói đạt đếm vậy mà đạt không quen đếm gì vậy, đạt chỉ đa quen đếm đếm luôn thôi. Vậy hả? Chứ là biết đếm được thôi chứ không có là giải thích thì tiếng Việt ra thì nó hơi lộng cộng phải không? Dạ. Ừ. Thôi giờ mình trở lại số cũ nghe anh em, thì bữa nay cũng tối rồi. Bây giờ mình được bao nhiêu thôi, nhưng mà mình kêu hai em nó lập từ con số 1 cho tới số 20 lại. Anh em nhớ gán theo cõi kênh nghe anh em. Bữa nay hai mặt này thôi thấy nó buồn quá trời buồn, không có vui gì chứ không cười chết được. Cười sao mà cho nó sung lên coi. Rồi 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 rồi, bây giờ nó nói bây giờ còn anh em ơi, mình hỏi hai món nữa rồi bắt đầu tới xin điểm số. Mày đứng lên coi, mày đứng lên đi. Là cái áo áo thun này là kêu bằng gì? Ừ, áo này nè, áo là kêu bằng gì? Áo. Áo hả? Áo là áo đó nghe anh em. Còn cái quần là cái gì? Khao. Mày giáo lên coi cái quần là gì? Khao. Cái quần là khao phải không? Còn cái này là cái gì? Đo, đo. Hả? Đo, đo. Đo hả? Con của quý mình là đo. Đồ, còn của tao là cái gì? Của tao là gì? Đo. Của tao đâu phải của đó. Của mày, của mày đo phải không? Của mày bên đo hay bò? Cú. Của mày kìa, của mày đo hay gì? Đo. Đo là của hai em nó là cục cưng, hai em nó là đo anh em. Còn của mình là cu gáy họ. Mày ngồi xuống coi đặt. Của mình là cu gáy họ, còn hai cưng nó là đo. Hết biết tao chóng mặt hai quay luôn. Rồi bây giờ mình đọc tới bây giờ mình đọc trở lại đi, rồi cũng tối rồi hai cưng ơi, còn tắm rửa nó tối quá trời tối, anh còn về nữa quá mệt rồi. Chuẩn giỡn quay bữa nay nữa. Tao mời tao cũng về quê là mời cũng mời mùng mấy tao, mùng 8 hả? Dạ. Mùng 8 tao cũng về chắc mùng 10, mùng 11 tao cho lên rồi gặp hai bay nữa nha. Nghe không? Ở đây học kêu anh em đồ cha mẹ đồ dạy tiếng đâu đó đàng hoàng đi rồi gặp tao nữa. Nghe không? Dạ. Mình gắng học đi rồi tao cho tiền. Trời ơi mấy cái việc gặp tao. Là tao
kêu hai ông bay giải tiếng cho anh em ta hiểu biết này cái nọ rồi tao cho tiền hai ông bay uống cà phê. Dạ. Cừ kìa. Hai ông bay ngước mặt lên nhìn cái trời Phật ơi, ngước mặt nhìn đời gì, sụ mặt xuống đất nhìn gì vậy? Nhìn đo hả vậy? Hả? Nhìn đo hả gì? Chị á. Bở gì? Rồi mình đọc con số 1 coi. Muôi là mấy? Là 1. Ừ. Bi là 2. Ừ. Bay là 3. Buôn là 4. Bạm là 5. Muội là 6. Bệnh là 7. Bay. Bay là 8. 8 ừ. Libun. 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 Libun đánh lữ. Libun. Libun. Buôn. Nờ Libun. Buôn là 10. Là 9. Là 9. Là 9. Là 9. Đập là 10. Ờ đúng rồi. Đập muôi là 11. Đập bi là 12. Đập bay là 13. Đập buôn là 14. Dòm nào mà nhỏ, dòm lên, dòm lên, dòm đây nè, ờ. Đập muội là 16. Đúng rồi. Đập bệnh là 17. Đập bay. Bay là bay. Bay là 18. Đập buôn là 19. Đập phẩy bi. Mày cái gì phẩy bi? 20 mà phẩy. Mà phẩy á mới là 20. Ừ rồi anh em thấy rõ cho anh em, nó đếm là hai đứa em nó đếm là không sai. Cái nào sai thì mình sửa cho nó thôi ha. Nó đếm vậy là đúng hết trơn, không có sai chỗ nào hết. Đó, anh em nghe rõ chưa? Rồi tới đây mình kết thúc video nha anh em, tại vì cũng quá trễ đi. Mình mắc màn mà đang lưới gắn rồi cũng mệt mỏi quá trời, tới chiều mới kiếm được gặp hai nhỏ này. Nó cũng lâu lắm chứ đâu phải ít đâu. Nhưng mà mình cũng gắng lỡ rồi. Mình cũng phải không lẽ đi bữa nay gì mà không quay được cái clip nào nữa thì cũng quá là dở. Mình cũng muốn quay tiếng dân tộc để mà mình tiểu hiểu dân tộc, những người bên người dân tộc Miên, người dân tộc mình như sao mà sống như cách như thế nào. Mà nói chung ra người dân tộc Miên hay người dân tộc mình cũng vậy, ai cũng như nấy anh em ơi. Kẻ tham, người không tham, kẻ tốt, người xấu cũng như bên mình thôi, người Việt, người Miên cũng vẫn như nhau chứ không ai khác vậy hết. Nói chung ra mình ý trời mày bắn tao nữa hả mày. Nói chung ra mình sống á, thì mình đâu đó đàng hoàng thì nói chung ai cũng mến ăn thương mình cả, còn cái tánh mình bậy bạ thì ai cũng ghét, nói chung là vậy đi. Thôi giờ mình kêu hai đứa em này chào anh em rồi chứ sau mình gặp lại là dạy cho anh em từ 20 tới 30 ha. Rồi mình cũng hỏi những cái thứ khác cho nó gắn mắt một chút, những cái thứ gì mình cần xài hay mình đi qua bên dân tộc Miên mình chơi bời đó mình hỏi tiếng, hay là sau này những em trai nào mà 19-20 tuổi gặp những phụ nữ bên Miên đó, người dân tộc Miên đó, mình muốn chọc ghẹo hay là mình nói như thế nào cho người ta biết cái tiếng mình nói những tiếng dân tộc mà tiếng Miên mình chọc ghẹo người ta, ta biết người ta mới trả lời được, rồi mình biết cái cô kia trả lời mình thế nào ha, rằng mình đối đáp qua lại với nhau. Thì còn clip còn dài lắm, anh em cứ việc theo dõi, bấm kênh đăng ký theo dõi mình đi, mình sẽ chỉ hết trơn. Chứ mình không giấu giếm điều gì cả. Mình cũng vẫn biết nhưng mình nói chuyện cũng chưa tính xác không đâu. Nhờ hai đứa em này nói rồi bắt đầu mình có gì mình giải thích phun túc đồ thêm. Rồi hai vậy là kết thúc nha anh em. Hai em chào các anh em đi, chào bạn rồi đi. Mình lần sau chào mình gặp lại. Chào các anh em. Lần sau mình gặp lại. Lần sau mình gặp lại. Dạy cho các bạn tiếng dân tộc. Dạy cho các bạn từ 20 đến 30. Đúng rồi, rồi tới từ 30 dài lên tới 100 luôn. Từ 30 dài cho tới 100 luôn. Rồi, bắt đầu mình phát tay chào có đi mình về đó, bắt đầu mình móc túi ra cho tiền hai thằng lính triều đình mình của mình nghe nè. Nó quíu rồi kìa. Nó nghe tiền nó quíu anh em thấy không? Bởi vì tôi gán đợi này mà còn quà hai này còn tốn tiền đó anh em ơi. Trời cũng kệ tới đâu tới, dùng đôi 3.000 bạc cho em nó uống cà phê mà. Cũng đâu có sao đâu. Vậy thôi dừng nghe anh em.